Theo luật nhân quả, sát sanh là cái nhân của bệnh tật, khổ đau, hoạn nạn. Nợ máu xương phải đền bù bằng máu xương, dù trốn đi đâu cũng không khỏi. Kinh 10 điều lành dạy, nếu ai không sát sanh thì sẽ được 10 điều lợi ích như sau. 1. Tất cả chúng sanh đều kính mến. 2. Lòng từ bi mở rộng đối với tất cả chúng sanh. 3. Trừ sạch thói quen giận hờn. 4. Thân thể thường được mạnh khỏe. 5. Tuổi thọ được lâu dài. 6. Thường được người tốt giúp đỡ. 7. Ngủ ngon giấc và không chiêm bao ác mộng. 8. Trừ được các mối thù oán. 9. Khỏi bị đọa vào ba đường ác. 10. Sau khi chết được sanh lên cõi trời. Thật vậy, kẻ nào biết làm lành, làm phước, thường giúp đỡ, săn sóc người nghèo khổ, bệnh tật, tai nạn, khổ đau, vân vân, thì tự thân mình ít bệnh tật, ít tai nạn. Nếu ai biết lo tạo phước lành, thì ngay trong đời hiện tại, thân thể được khỏe mạnh, tinh thần được thơ thới và tâm hồn lúc nào cũng an vui. Nếu thấy người nào được sung sướng, an vui, ít bệnh, thì ta phải hiểu rằng đây là cái quả do nhân lành đời trước và của đời này mà người ta được như thế. Là Phật tử, thọ năm giới hay 10 giới cũng đều có giới không giết hại chúng sinh đi đầu. Không giết hại mọi vật là hành động từ bi, là đang học theo hạnh nguyện từ bi của chư Bồ Tát đối với vạn vật trong vũ trụ. Học hạnh từ bi của Phật thì chẳng những chúng ta không giết hại mọi vật, mà còn phải thực tập ăn chay, không ăn thịt chúng sanh. Người xưa đã nói, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử. Thấy nó đang sanh sống thì không thể nào nhẫn tâm giết hại cho đành.